Chào cả nhà, rất vui khi được cả nhà ghé thăm cái kênh Cần Thơ Tôi Yêu nha. Hôm nay mình mới vừa làm xong cái dĩa lá lốt xào với đậu hũ nha các bạn. Cái món này là nguyên liệu dễ tìm nè, cách làm thì đơn giản nè, gia vị thì bếp nhà nào cũng có nha. Ăn với cơm rất là ngon luôn á các bạn. Rồi nếu như bạn nào thích thì hãy vô bếp làm cùng mình nha. Ở đây mình có 3 cái miếng đậu hũ nha các bạn. Bây giờ mình cho vô tô nè. Rồi mình dùng cái nĩa, mình sẽ tán cho cái miếng đậu hũ nó mềm ra ha, cho nó mịn ra. Bây giờ mình tán như vậy là được rồi ha các bạn. Mình sẽ bắt đầu mình nêm vô nè. Ở đây mình cho vô khoảng 1 muỗng tương ớt nha. Mình sử dụng 1 muỗng dầu hào. Rồi mình cho vô 1 muỗng bột nêm. Bây giờ mình dùng nĩa nè. Mình trộn cho các cái gia vị nó tan đều vô cái miếng đậu hũ của mình nha các bạn. Lúc này các bạn vừa trộn á, rồi cái tay mình vừa đè ha, để cho cái miếng đậu hũ nó nhuyễn ra. Và bây giờ mình thấy như thế này là được rồi nè. Bây giờ mình để ở đây cho nó thấm gia vị nha. Ở đây mình sử dụng một nắm lá lốt. Cái lá lốt thì tùy các bạn thôi ha, nhiều ít gì thì do mình thôi. Cái lá lốt nhiều quá thì nó có cái mùi rất là thơm nha, ăn rất là ngon. Trong cái bài thuốc đông y thì lá lốt nó hơi cay nè, có cái vị nồng nè, tính ấm và tác dụng là làm ấm bụng nè, rồi giảm đau nè, và chữa xương khớp, rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Bây giờ là mình cho vô đây 2 muỗng vô ăn nha các bạn. Mình sẽ cho vô đây một ít tỏi nè. Mình bật lửa lên, mình phi cho cái tỏi nó vàng nha. Mình thấy cái tỏi nó vàng như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho cái đậu hũ vô. Thì do cái đậu hũ của mình ướt á mà, rồi mình nêm gia vị nữa, cho nên bây giờ trong cái đậu hũ nước rất là nhiều, cho nên là các bạn phải chịu khó nha. Mình dùng cái sạn, mình đảo qua đảo lại trên cái chảo như vậy nè, mình làm cho cái miếng đậu hũ của mình nó khô lại ha. Rồi bây giờ là mình thấy cái miếng của đậu hũ của mình nó bắt đầu nó sánh sánh lại rồi nè các bạn. Mình xào nó hơi nặng tay rồi nè, các bạn sẽ xào thêm một chút xíu nữa nha, để chừng nào mà cho cái miếng đậu hũ của mình nó rút hết nước mà nó vàng cháy cạnh thì
thì lúc đó mình ăn nó mới ngon nha. Cái món này khi các bạn ăn á thì các bạn nó có cái vị béo béo nè, rồi cay cay nè, nồng nồng nè, ăn rất là ngon luôn. Bây giờ đó là mình thấy cái miếng đậu hũ của mình nó khô lại rồi nè, mình sẽ cho vô đây 2 muỗng cà phê đường cát nha các bạn, thêm 1 muỗng cà phê muối nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn nhìn xem là cái miếng đậu hũ của mình nó sấm lại nha, bắt đầu là nó vàng rồi nè. Bây giờ là mình xào, mình thấy nó dính cái giá nè, dính cái đũa nè. Như vậy là sắp được rồi đó. Bây giờ thơm dữ lắm luôn. Rồi mình cho cái lá lốt vô. Lúc này nếu các bạn đứng gần mình thì các bạn sẽ thấy một cái mùi thơm rất là cực kỳ. Một cái mùi thơm của lá lốt rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Nhà mình thì thích ăn lá lốt cho nên là khi xào mình cắt lá lốt hơi nhiều. Cái lá lốt xào như vậy là rất là dễ ăn nha các bạn. Nhà mình mỗi lần mà xào đậu hũ với lá lốt như thế này nè thì lên là mọi người ăn cái lá lốt nhiều hơn là ăn cái đậu hũ. Lúc nào ăn xong rồi cũng còn cái đậu hũ lại. Nhìn hấp dẫn không nè, các bạn thấy cái miếng đậu hũ nó vàng cháy cạnh luôn nha. Cái lá lốt của mình nó dịu xuống. Rồi, cái phần chia sẻ về cái món lá lốt xào với đậu hũ của mình đến đây đã xong rồi đó các bạn. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh của mình ha. Chân thành cảm ơn các bạn.